Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem và chúng tôi ngay sau đây nhé! Tờ báo Tokyo của Nhật Bản tố cáo Tập Cận Bình dã tâm lợi dụng đại dịch Covid đem rất nhiều tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng dùng vũ lực xâm chiếm Biển Đông, nhưng cuối cùng đã nhận kết quả đầy đau thương thưa quý vị. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, trong những ngày gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục điều tàu chiến và rất nhiều tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng, liên tục đe dọa chủ quyền biển đảo của các nước trong khu vực. Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự bành trướng, ngỗ ngược, bắt nạt ngoài Biển Đông, mà ở vùng biển Hoa Đông nơi có quần đảo Senkaku, nơi đây phía Trung Quốc đang đem rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí và vòi rồng, đồng thời điều quân đội giờ gây hấn, gây chiến với Nhật Bản, hòng chiếm đóng một phần quần đảo nói trên về tay Bắc Kinh trước những tình thế cấp bách, nguy hiểm nói trên. Hôm qua, quân đội hải quân, không quân của Nhật Bản đã cho phóng liên tiếp 6 quả tên lửa từ một căn cứ quân sự mà quân đội của Nhật Bản đang cho đồn trú trên quần đảo Senkaku, làm cho nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc run sợ chạy toán loạn. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Biển Đông và vùng biển Hoa Đông luôn là miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc luôn muốn nhòm ngó tới, bởi vì những vùng biển này không chỉ mang lại cho Bắc Kinh một nguồn thủy hải sản dồi dào, có giá trị lớn, mà nơi đây còn sở hữu những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngoài ra, vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho nước nào sở hữu được. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính phủ Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào hay bây giờ đến thời ông Tập Cận Bình đều âm mưu xâm chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian vừa qua, chính phủ của Bắc Kinh đã làm đủ mọi cách, mọi giá để tuyên bố chủ quyền vô lý ở ngoài Biển Đông cũng như trên vùng biển Hoa Đông. Tuy nhiên, những âm mưu đen tối trên của phía Trung Quốc luôn bị các nước ra tay trừng trị. Điển hình nhất là vào ngày hôm qua, quân đội của Nhật Bản đã cho một đội hình gồm 5 tàu chiến mang theo tên lửa siêu hạng, 6 máy bay ném bom và 8 tàu cảnh sát biển, quyết định phóng tên lửa về phía nhóm tàu Trung Quốc khi mà chúng định tiến sát vào quần đảo Senkaku để chiếm đóng. Theo tờ báo Seoul của Hàn Quốc trích dẫn lời một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, vụ phóng tên lửa uy hiếp ngày hôm qua đã làm cho một con tàu do thám phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy biển Hoa Đông. Nhóm tàu còn lại đã run sợ và cho chạy toán loạn về phía Trung Quốc để trú ẩn. Nhật Bản cảnh báo, nếu trong thời gian tới, phía Trung Quốc còn đem quân ra gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở vùng biển Senkaku thì Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả thù cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Trung Quốc có thể phô trương sức mạnh, thị uy, bắt nạt, dương oai đối với các nước nhỏ bé trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chứ Bắc Kinh mà động vào Mỹ, Nhật Bản hoặc Triều Tiên hay Ấn Độ thì chính quyền của ông Tập Cận Bình cứ xác định là sẽ bị đánh cho tơi bời khói lửa. Bởi vì Nhật Bản không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế, chính trị, xã hội lớn nhất châu Á, mà Nhật Bản còn nổi tiếng với sức mạnh quân đội, bởi vì từ lâu Nhật Bản được cho là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á. Chính vì điều đó mà sức mạnh quân đội, quân sự của Nhật Bản được cho là lớn mạnh nhất nhì ở khu vực này, lớn hơn rất nhiều đối với cả phía Trung Quốc. Và nếu xảy ra đụng độ ở biên giới, đối đầu căng thẳng ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chính quyền của Nhật Bản. Và trước sự bành trướng, ngỗ ngược, ngông cuồng, bắt nạt, thị uy sức mạnh của phía Trung Quốc ở vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông, các chuyên gia quân sự trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản khuyên các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung, hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc. Bởi vì trong một tuyên bố mới đây, tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng hiện tại dịch bệnh Covid ở thành phố Vũ Hán tạm thời được dập tắt. Trong khi đó, đại dịch này đang hoành hành và làm điêu đứng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải hết sức tận dụng. Trung Quốc phải nắm bắt thời cơ khi thế giới đang tập trung cao độ, căng mình trong vấn đề dập dịch virus. Và nhân cơ hội này, chúng ta phải đẩy mạnh việc bán các thiết bị y tế như máy trợ thở, khẩu trang y tế, bảo hộ y tế và bộ kit xét nghiệm chủng Covid để tăng ngân sách cho chính phủ Trung Quốc, làm giàu cho Bắc Kinh và đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ. Một quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tuyên bố cũng nhân cơ hội này, chính phủ của Bắc Kinh phải mạnh tay tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông, theo đúng bản đồ đường lưỡi bò mà chúng ta đã vạch ra. Và nếu bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào cho tàu thuyền, tàu đánh cá hay giàn khoan xâm phạm vào vùng đường chín đoạn thì sẽ bị bắn hoặc bị bắt giữ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn lấy bằng chứng rõ nét nhất, đó là việc trong tuần vừa qua, chính phủ của Trung Quốc đã liên tục điều tàu hải cảnh,
đi theo hộ tống chúng và một loạt tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến vào đảo Trường Sa của Việt Nam. Thậm chí các tàu hải cảnh của phía Trung Quốc còn dám đâm chìm một tàu đánh cá. Trên đó có 8 ngư dân của Việt Nam, rất may 8 ngư dân của Việt Nam được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, hành vi trên của phía Trung Quốc đã bị cả cộng đồng thế giới, cũng như các nước trong khu vực tẩy chay, đồng thời lên án kịch liệt. Phía Trung Quốc đã có những hành vi manh động. Mới ngày hôm qua thôi, chính phủ của Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu chiến, có những hành động đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển đảo ở quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Và nếu như quân đội của Nhật Bản không cho phóng tên lửa cảnh cáo, thì Bắc Kinh chắc chắn cũng đã có những hành động làm cản như tại vùng biển Việt Nam rồi. Chính vì những điều trên, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải hết sức đề phòng, cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu và có những biện pháp cứng rắn để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được sự toan tính, âm mưu nham hiểm mà phía Trung Quốc đang áp đặt, áp chế ở vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh để lấn tới tham vọng bành trướng, đơn phương leo thang ở ngoài Biển Đông. Trong tình hình mới ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác hơn nữa trước mọi âm mưu và kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của nước mình. Tờ báo của Mỹ cho biết, Trung Quốc từ lâu, từ thời ông Giang Trạch Dân, ông Mao Trạch Đông, ông Hồ Cẩm Đào và đến bây giờ chính quyền của ông Tập Cận Bình đã không che giấu được cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông vào tay của Bắc Kinh. Giá tâm bành trướng đó được thể hiện càng lộ rõ hơn trong bối cảnh mà dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn cầu, thì Trung Quốc lại ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng biển của các nước, đến độ mà Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng phải lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh có thể điểm lại hàng loạt các hoạt động đơn phương leo thang trên Biển Đông mà phía Trung Quốc gây ra. Đó là vào tháng 2 vừa qua, Trung Quốc tiếp tục gia tăng tính chất, mức độ của các hoạt động khiêu khích khi các đơn vị quân đội của Trung Hoa trong đất liền đã bắn tia lây vào các máy bay tuần tra của Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Tiếp đó, không quân của Trung Quốc cũng bắt đầu có cuộc tập trận tại Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, để gây hấn với Nhật Bản, hòng chiếm đóng quần đảo này. Ngay sau đó, Mỹ đáp trả bằng cách điều máy bay trinh sát B-35B để thực hiện giám sát vùng biển, vùng lãnh thổ của Đài Loan và Philippines. Nhưng tàu khu trục dẫn đường USS của Mỹ đã bị một đội tàu của phía Trung Quốc bao vây và hòng đâm va, và cũng như là bắn đạn thật. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và vũ khí hạng nặng, cùng rất nhiều các tàu hộ vệ đi theo để ra ngăn cản, gây hấn với các tập đoàn dầu khí của Nga và của Mỹ đang khai thác, hợp tác làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, chính phủ của Trung Quốc đã công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu khoa học mà báo chí quốc tế gọi chính xác là các cơ sở quân sự mới trên bãi đá Chữ Thập và bãi đá Subi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là một hành động quá mạnh trướng của phía Bắc Kinh mới nhất đây. Trung Quốc dấn thêm một bước leo thang cực kỳ nguy hiểm khi cho một đội tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngay chính tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền chắc chắn của Việt Nam. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, tàu cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ và Bộ Ngoại giao của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei hay Myanmar cũng đồng loạt lên tiếng rất quan ngại với những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc và cho đây là mối nguy hiểm nhất gây ra việc mất an ninh, an toàn trên tuyến hàng hải bận rộn nhất ở vùng Biển Đông. Phía Mỹ khẳng định, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trước sự bành trướng leo thang hết sức phức tạp mà phía Trung Quốc đang gây ra. Truyền thông của Mỹ mới đây còn cho biết, Trung Quốc tuyên bố đã khai thác băng trái thành công trên một khu vực vùng biển nhưng không biết là ở vùng biển nào. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng, thực hư khai thác băng trái như thế nào thì rất khó biết, nhiều khi chỉ là cái cớ để phía Bắc Kinh che giấu được những âm mưu, những thủ đoạn khi mà đưa quân ra độc chiếm Biển Đông. Trước những hành động ngông cuồng, ngỗ ngược của phía Trung Quốc, thì cộng đồng của quốc tế nói rằng, vụ việc diễn ra trong bối cảnh mà tình hình bất ổn trên phạm vi toàn cầu đang ngày đêm căng mình chống chọi lại với cả bệnh dịch đang bùng phát mạnh. Điều này có thể làm các vấn đề ở Biển Đông thêm trầm trọng. Do vậy, đề nghị phía Trung Quốc phải kiềm chế, cũng như là tránh những hành động tương tự, đồng thời phải bình tĩnh giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn đọng bằng biện pháp hòa bình. Chứ nếu Trung Quốc mà sử dụng vũ lực thì cả cộng đồng của thế giới sẽ chung tay để trừng trị Trung Quốc, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, thì tình hình Biển Đông cũng như tình hình Biển Hoa Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì phía Trung Quốc nói rằng dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán tạm thời được khép lại và họ sẽ đầu tư thời gian, công sức, tiền của, quân đội, phòng không, không quân, hải quân, trực chiến 24/24 trên Biển Đông, để tuyên bố chủ quyền hợp pháp trong khuôn khổ con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra tự thừa nhận. Vì thế, các nước trong khu vực cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ không bao giờ bỏ qua những cái hành động
âm mưu đen tối của phía Trung Quốc, vì thế, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin hôm qua chúng tôi đã thông tin về việc tàu chở khách cỡ lớn Tam Sa 2 với sự bảo kê của tàu hộ tống ngư chính 310 đã ngang nhiên xâm phạm sâu vào vùng biển bãi cạn tư chính của nước ta, áp sát và gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với cụm nhà giàn DK1 của ta trên Biển Đông. Tính tới 10 giờ sáng hôm nay, tàu chở khách cỡ lớn Tam Sa 2 sau 4 ngày quần thảo trong vùng biển 4 nước là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei hết sức nhiệt tình với một hải trình vô cùng khó chịu. Tàu này đã về tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, phía đông nam của đảo Hải Nam, ngay giữa vùng biển tiếp giáp 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Điều này không hề loại trừ khả năng rằng tàu Trung Quốc có thể tiếp tục tiến vào vùng biển Việt Nam thêm một lần nữa. Trước đó, tàu Tam Sa 2 và tàu ngư chính 310 đã xâm phạm tổng cộng 3 lần vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng nếu lần xâm phạm thứ tư này được thực hiện, nó sẽ mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng hơn khi khu vực tàu Tam Sa 2 đang hiện diện vào rạng sáng hôm qua. Tàu khảo sát đại dương thập biển 6 của Trung Quốc cũng bắt đầu tiến về vùng gần biển vĩ tuyến 16 ngoài khơi thành phố Đà Nẵng. Điều này là đáng quan ngại bởi Việt Nam đang cho triển khai tàu khảo sát SVKBLI cùng nhóm tàu hộ tống tiến hành khảo sát địa chấn 3D tại khu vực lô dầu khí 116, cũng nằm ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam, trong suốt quá trình theo dõi hoạt động bất hợp pháp của tàu Tam Sa 2 trong vùng biển Đông Nam nước ta. Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã triển khai tổng cộng 6 tàu, bao gồm tàu kiểm ngư 218, tàu kiểm ngư 205, tàu kiểm ngư 466, tàu kiểm ngư 474 và tàu kiểm ngư 475. Cùng tàu cảnh sát biển 6003 tiến hành truy cản, xua đuổi, theo dõi, bám sát các tàu Trung Quốc, ngăn chặn triệt để các hành động mang tính chất nguy hiểm mà các tàu đối phương có thể làm. Dù cho tàu Tam Sa 2 và tàu ngư chính 310 chỉ có thời gian xâm phạm biển Việt Nam không lâu dài, nhưng nhóm tàu khảo sát Trung Quốc đã từng làm trong suốt tháng 5, song chúng lại cho thấy tính chất đặc biệt liều lĩnh và táo tợn hơn, buộc Việt Nam phải triển khai nhiều lượt tàu hơn so với việc phải đối phó với cả nhóm nhiều tàu Trung Quốc. Mặc dù kể từ khi Bắc Kinh cho cải tổ triệt để hóa lực lượng cảnh sát biển nhằm định hướng đưa hải cảnh Trung Quốc trở thành một lực lượng chấp pháp có sức mạnh hàng đầu thế giới, thì ta không còn được nghe nhắc tới nhiều nhượng độ như hải tuần, hải giám hay ngư chính, do phần lớn họ được sắp nhập vào lực lượng hải cảnh, phần vì không còn đầu tư được mạnh mẽ như trước kia, trở thành các đơn vị thứ cấp trong công cuộc bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Song tàu ngư 9310 lại là một đối thủ đáng gờm khi đây là một trong số ít các tàu tuần tra cỡ lớn của lực lượng hiếm hoi xuất hiện nhiệm vụ hộ tống tàu nước này. Tàu ngư 9310 là một tàu hiện đại của Trung Quốc có khả năng mang theo máy bay trực thăng. Tàu có kích thước dài 73m, rộng 13m, nặng 2.580 tấn, là tàu hiện đại nhất của lực lượng ngư chính, trang bị những công nghệ vô cùng tinh vi. Tốc độ di chuyển của tàu có thể đạt tới 25 hải lý trên 1 giờ, tốc độ vô cùng lý tưởng đối với các tàu chấp pháp. Cả tàu Tam Sa 2, một tàu chở khách cỡ lớn và tàu ngư 9310 là tàu thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đều là hai tàu dân sự nhưng lại có các hành động nguy hiểm và hung hăng, sẵn sàng di chuyển sâu vào vùng mất an toàn của các nhà giàn DK1 Việt Nam và là mục tiêu mang tính chất quân sự trên biển. Do đó, Bắc Kinh rõ ràng đang thực hiện một âm mưu, đó chính là dân sự hóa các hoạt động quân sự và bán quân sự, thậm chí chiêu bài này có thể áp dụng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Về cơ bản, lực lượng kiểm ngư Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một lực lượng chấp pháp mang tính dân sự tương tự như lực lượng ngư chính của Trung Quốc. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể trấn áp, áp đảo tàu dân sự Trung Quốc mà không sợ Bắc Kinh có thể luôn loa lên rằng Việt Nam dùng tàu quân sự uy hiếp tàu dân sự. Dẫu vậy, chiêu bài này sẽ đặc biệt hữu hiệu đối với những quốc gia Đông Nam Á khác vốn không có các lực lượng chấp pháp dân sự như Việt Nam, điển hình như Philippines. Lại nói về Philippines, vừa qua tàu huấn luyện thiết kế quang của Hải quân Trung Quốc đã chính thức cập cảng thủ đô Manila cho chuyến thăm hữu nghị giữa hai nước. Đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến huấn luyện đường dài của tàu thiết kế quang trên Biển Đông. Trước đó, trong tháng 5, tàu này đã ghé thăm Việt Nam, Thái Lan và Brunei. Chuyến thăm này cũng đánh dấu 4 năm kể từ năm 2019. Một tàu hải quân Trung Quốc mới lại thăm Philippines, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Đông Nam Á và cũng là một trong những quốc gia có tranh chấp chủ quyền dai dẳng với chính quyền Bắc Kinh.
Có lẽ hoạt động đối ngoại quân sự song phương tốt đẹp này sẽ không có gì đáng để chúng ta cần phải bàn luận nhiều. Tuy nhiên, cùng thời điểm với việc tàu thiết kế quang thăm Manila, Trung Quốc lại âm thầm cho hợp vây Philippines tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi cả Trung Quốc và Philippines đều có những yêu sách chủ quyền của riêng mình. Theo phân tích của chuyên gia Ray Powell đến từ Đại học Stanford của Mỹ cho biết, chỉ ngay trong sáng nay, trong lúc tàu thiết kế quang đang có mặt tại cảng của Philippines, Trung Quốc đã triển khai đội tàu vũ trang đông đảo tới 17 chiếc ở Tam Sa, bất ngờ áp sát, bao vây phong tỏa đảo Thị Tứ trên quần đảo Trường Sa, nơi đã bị Philippines chiếm đóng trái phép từ những năm 1970 cho đến nay. Hoạt động đáng quan ngại này có thể được cho là hành động nhằm dằn mặt chính quyền Philippines, khi lực lượng quân sự nước này được cho là đang triển khai để xây dựng các công trình và bê tông hóa sân bay trên đảo Thị Tứ. Vào cuối tuần trước, 4 tàu dân binh vũ trang và tàu hải cảnh 4203 cũng đã dàn đội hình bao vây thực thể bãi cỏ mây để ngăn chặn hoạt động của hai tàu tuần duyên Philippines khi các tàu này cố gắng tiếp cận thực thể để cung cấp hậu cần cho một tiền đồn mà Manila đã đóng giữ trên bãi này từ năm 1999. Trung Quốc rõ ràng đang ngày một tăng cường cấp độ bắt nạt trước Philippines, trong khi Philippines lại đang dần yếu thế hơn bởi những hạn chế trong các lực lượng chấp pháp. Cuộc bao vây Thị Tứ sáng nay là minh chứng cho việc dù cho Trung Quốc có hoạt động giao hảo, hữu nghị nhưng họ vẫn âm thầm dằn mặt trên thực địa với tính chất thị uy và bắt nạt. Cũng trong tháng 5, khi tàu thiết kế quang thăm Việt Nam, nhóm tàu khảo sát Trung Quốc lại đang quấy phá trên bãi cạn Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Gần đây, trên một số tờ báo nước ngoài lại lộ lên thông tin Việt Nam sẽ mua tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh Nga-Ấn Độ sản xuất. Nguồn thông tin đầu tiên đăng tải câu chuyện này là từ tờ Business của Ấn Độ. Trong bài báo được giật tít là độc quyền ngày 9 tháng 6, tờ báo này nói rằng họ có nguồn tin cho biết Việt Nam và Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán về việc bán tên lửa BrahMos. Bài báo viết Ấn Độ có thể sẽ bán các tên lửa BrahMos cho Việt Nam, một tín hiệu về hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn giữa hai nước. Các nguồn tin nói với Business rằng Việt Nam dự kiến đặt hàng từ 3 đến 5 tổ hợp tên lửa BrahMos, mỗi tổ hợp gồm nhiều tên lửa và có giá khoảng 125 triệu đô la. Cho nên thương vụ tiềm năng này có giá trị trong khoảng 375 triệu đô la đến 625.000 đô la, tùy thuộc vào số lượng tổ hợp mà Việt Nam muốn mua. Việc này diễn ra sau khi Ấn Độ đã bán thành công 3 tổ hợp BrahMos cho Philippines vào năm ngoái với giá 375.000 đô la. Tên lửa BrahMos được biết đến là sở hữu sự linh hoạt, độ chính xác và tốc độ siêu thanh, đã giành được danh tiếng là một trong những tổ hợp chống hạm và tấn công mặt đất tiên tiến nhất trên thế giới. Diễn biến này cũng xuất hiện gần với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đến New Delhi diễn ra vào ngày 19 tháng 6, bổ sung đáng kể cho tiềm năng của hợp đồng này. Chuyến thăm này cũng sẽ tạo ra cơ hội cho cả hai nước tăng cường quan hệ song phương và các năng lực quốc phòng của cả hai bên. Sau thông tin của Business ngày 13 tháng 6 vừa qua, tờ Thời báo Á-Âu cũng đăng bài về chủ đề này. Trong đó nói, sau khi ký hợp đồng với Philippines và kết thúc đàm phán với Indonesia, Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán với Việt Nam để bán tên lửa siêu thanh BrahMos, trong khi các nỗ lực để bán máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ sản xuất nhưng sử dụng động cơ của Mỹ vẫn chưa có kết quả. Ấn Độ đã thúc đẩy quảng bá các hệ thống vũ khí của mình đến các nước Đông Nam Á để giúp họ chống lại các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Ấn Độ đang sử dụng biện pháp cấp tín dụng để giúp các nước Đông Nam Á tăng cường quốc phòng. Ấn Độ có ý muốn tăng gấp 3 giá trị xuất khẩu quốc phòng của mình vào năm 2025. Trong nỗ lực nhằm tiếp thị mạnh mẽ các vũ khí nội địa của mình, Ấn Độ cũng đã bắt đầu bố trí sĩ quan lực lượng vũ trang làm tùy viên quốc phòng ở những nơi mà họ đang tìm cơ hội bán vũ khí. Những nước Đông Nam Á đang mắc vào xung đột lãnh thổ với Trung Quốc đã cố gắng thoát khỏi cạnh tranh Mỹ-Trung bằng cách mua hoặc là thăm dò khả năng mua các phần cứng quân sự Ấn Độ. Bởi vì việc mua vũ khí của Mỹ có thể gây khó chịu cho Trung Quốc, Ấn Độ đã và đang cung cấp tên lửa hành trình BrahMos cùng với máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự sản xuất. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu vẫn chưa có hợp đồng nào, trong khi đó tên lửa BrahMos đã sắp có một hợp đồng khác sau Philippines. Một quan chức của công ty BrahMos, Aerospy, nói với tờ báo Á-Âu với điều kiện giấu tên rằng Việt Nam đã bày tỏ quan tâm đến hệ thống này, nhưng các cuộc đàm phán chỉ vừa bắt đầu. Vị quan chức này cũng bác bỏ các báo cáo về việc đã ký hợp đồng bán BrahMos cho Việt Nam. Nguồn tin này cũng nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Indonesia đã chấm dứt. Với Indonesia, vòng đàm phán cuối cùng đã hoàn thành. Bây giờ bóng là ở trong chân của họ và chúng tôi đang chờ quyết định của họ.
năm 2022, Ấn Độ đã ký hợp đồng quốc phòng lớn nhất của họ để xuất khẩu 3 tổ hợp tên lửa BrahMos cho Philippines với giá trị 375,96 triệu đô la. Hợp đồng này cũng bao gồm cả gói hậu cần và huấn luyện nhân viên. Cùng với bảo trì, 21 nhân viên Hải quân Philippines đã hoàn thành huấn luyện ở Ấn Độ để vận hành hệ thống tên lửa BrahMos phóng từ bờ. Việc giao hàng dự kiến vào đầu năm 2024. BrahMos là một trong bộ ba hạt nhân của Ấn Độ để cho phép nước này trả đũa sau khi bị tấn công hạt nhân. BrahMos trở thành vũ khí tấn công thông thường chủ yếu của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Lục quân Ấn Độ đã triển khai phiên bản tên lửa BrahMos tấn công mặt đất ở Ladakh và Azerbaijan Radit dọc theo biên giới với Trung Quốc. 10 tàu chở Ấn Độ đã được trang bị tên lửa BrahMos và 5 tàu khác đã được lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng. Không quân Ấn Độ đã sửa chữa 40 máy bay dòng Sukhoi để có thể phóng tên lửa BrahMos phiên bản phóng trên không. Trong các năm qua, BrahMos đã trải qua nhiều nâng cấp với phần mềm tốt hơn, cùng những thay đổi phần cứng để giúp tăng cường tầm bắn. Công ty BrahMos Aerospace cũng đang trong quá trình phát triển các phiên bản khác của tên lửa này, bên cạnh việc phát triển tên lửa siêu thanh mà vận tốc tối đa có thể đạt tới Mach 8 và tầm bắn 800 km. Một phiên bản khác của tên lửa BrahMos gọi là BrahMos INC cũng đang trong quá trình chế tạo để có thể lắp đặt lên các máy bay chiến đấu hạng nhẹ như MiG-29 của Nga, Mirage-2000 của Pháp và cả máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy rằng câu chuyện này khởi nguồn từ tờ báo Business với nguồn tin mà họ không nói chi tiết là người đó thuộc cơ quan nào, thuộc công ty sản xuất BrahMos hay thuộc quân đội hay ở trong chính phủ Ấn Độ. Trong bài báo đó, người ta cũng cố gắng liên kết câu chuyện mua BrahMos với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến Ấn Độ vào ngày 19 tháng 6. Ý tứ trong bài nói rằng thông tin Việt Nam và Ấn Độ đang đàm phán về việc mua bán BrahMos xuất hiện trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Như vậy, càng làm cho hợp đồng này có tiềm năng. Tuy nhiên, chuyện đồn đoán mua bán tên lửa BrahMos đã xuất hiện từ những năm 2015-2016. Khi đó, ông Thủ tướng Narendra sang thăm Việt Nam còn tuyên bố cấp khoản tín dụng 500 triệu đô la để Việt Nam mua vũ khí Ấn Độ. Lúc ấy, truyền thông cũng nhận định BrahMos sẽ là hợp đồng sáng giá giữa hai nước. Nhưng rồi từ đó đến nay, gần chục năm vẫn chưa có hợp đồng nào thành hiện thực. Cho nên lần này, đồn đoán cũng chưa biết thực hư sẽ ra sao. Về phía Ấn Độ, qua các thông tin từ các bài báo nói trên có thể thấy là họ rất muốn xuất khẩu tên lửa BrahMos để phục vụ cho mục tiêu tăng gấp 3 giá trị xuất khẩu vũ khí vào năm 2025. Nhưng nói vui thì Ấn Độ là xứ sở của phim Cô Dâu 8 tuổi với đặc trưng là quay một cảnh hai người nhìn nhau cũng đặc tả từng nét mặt đến 5 phút. Cho nên nếu việc mua bán có thực sự diễn ra thì cũng cần phải vài năm nữa để thành hiện thực, không thể nhanh được. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Ấn Độ vừa qua cho biết tình hình biên giới với Trung Quốc rất mong manh. Tuần qua, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết tình hình giữa hai nước này và Trung Quốc ở khu vực Ladakh phía Tây Himalaya rất mong manh và nguy hiểm trong bối cảnh lực lượng quân sự của hai bên được triển khai rất gần nhau ở một số khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền báo India Today, Ngoại trưởng Jaishankar nói: "Theo tôi, tình hình vẫn còn rất mong manh vì có những nơi lực lượng mà chúng tôi triển khai rất gần nhau. Do đó, theo đánh giá quân sự, điều này khá nguy hiểm. Ít nhất 24 binh sĩ đã thiệt mạng khi hai bên đụng độ ở khu vực này vào giữa năm 2020. Song tình hình đã dịu đi thông qua các vòng đàm phán ngoại giao và quân sự. Theo thỏa thuận đó, quân đội Ấn Độ và Trung Quốk cùng rút quân khỏi khu vực biên giới Gondra Hot Spring phía tây dãy Himalaya. Mặc dù rút quân khỏi các điểm nóng, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì số lượng lớn binh sĩ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC chia cắt hai nước. Trước đó, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh để tham vấn về các vấn đề biên giới và thảo luận về các đề xuất rút quân. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề rút quân ở các khu vực còn lại một cách cởi mở và mang tính xây dựng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Ấn Độ đã nhất trí đẩy nhanh việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phần phía Tây của vùng biên giới giữa hai nước. Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường ranh giới tranh chấp dài 3.500 km trên dãy Himalaya, được coi là ranh giới kiểm soát thực tế LAC. Suốt hơn 80 năm qua, hai nước vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới này và đụng độ vẫn thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn. Nhiều vòng đàm phán đã được tiến hành nhưng vẫn chưa thể đưa hai quốc gia đông dân nhất thế giới này đi đến đồng thuận về vấn đề biên giới.
Theo hãng tin Reuters mới đây, Nhà Trắng đã thúc đẩy quan hệ đối tác với Ấn Độ khi Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ giúp cả hai cạnh tranh với Trung Quốc về thiết bị quân sự, chất bán dẫn và AI. Tuy nhiên, Nhà Trắng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên mọi mặt trận, trong đó có việc áp đặt các hạn chế của Mỹ đối với chuyển giao công nghệ quân sự và thị thực cho công nhân nhập cư, cùng với sự phụ thuộc lâu dài của Ấn Độ vào Nga về khí tài quân sự. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của hai nước tại Nhà Trắng để khởi động sáng kiến Mỹ-Ấn về công nghệ quan trọng và mới nổi. New Delhi đã khiến Washington thất vọng khi tham gia các cuộc tập trận quân sự với Nga và tăng cường mua dầu thô của nước này, điều mà phương Tây cáo buộc là nguồn tài trợ chính cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Nhưng Washington vẫn giữ im lặng và thúc đẩy nước này chống lại Nga trong khi bỏ qua lập trường cứng rắn hơn của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Đầu tuần này, ông Sullivan và Doval đã tham gia một sự kiện của Phòng Thương mại Mỹ với các nhà lãnh đạo đến từ các tập đoàn Lockheed Martin, Adani Enterprise và Amlit Mehtaria INC. Mặc dù Ấn Độ là một phần trong sáng kiến tại châu Á của chính quyền Biden, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng Ấn Độ đã chọn không tham gia các cuộc đàm phán trụ cột thương mại của IPEF. Sáng kiến này cũng bao gồm nỗ lực chung về không gian và điện toán lượng tử hiệu năng cao. Trong khi đó, General Electric JO đang đề nghị chính phủ Mỹ cho phép sản xuất động cơ phản lực với Ấn Độ để cung cấp năng lượng cho máy bay do Ấn Độ vận hành và sản xuất, theo Nhà Trắng, đồng thời cho biết một cuộc đánh giá đang được tiến hành. Về phần mình, New Delhi lưu ý chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng xem xét đơn đăng ký của tập đoàn General Electric và hai nước sẽ tập trung vào việc sản xuất chung các hạng mục quan trọng mà cả hai bên cùng quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng. Hai nước cũng thiết lập cơ chế điều phối công nghệ lượng tử và đồng ý thành lập một nhóm đặc biệt với sự tham gia của Liên đoàn Chất bán dẫn Ấn Độ, Hiệp hội Chất bán dẫn Điện tử Ấn Độ và Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn Mỹ để thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái chất bán dẫn. Tuyên bố của Ấn Độ cho biết chương trình không gian của Ấn Độ sẽ hợp tác với NASA về các cơ hội đưa con người vào không gian và các dự án khác. Nhắc đến Cam Ranh là chúng ta nghĩ ngay đến một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất Việt Nam và thậm chí là bậc nhất châu Á hiện nay. Nhưng ngoài ra, với những ai theo dõi sát sao tình hình chính sự trong nước suốt hàng chục năm qua, mọi người sẽ nhớ ngay đến một sự kiện trọng đại từng xảy ra tại đây. Đó là vào năm 2002, các căn cứ quân sự của Nga được đặt ở Cam Ranh chính thức bị đóng cửa và toàn bộ binh lính ở đây được rút hết về nước. Trước khi đi, bạn Nga đã ngỏ lời muốn tặng hết tất cả các loại vũ khí có ở Cam Ranh cho Việt Nam ta. Nhưng đáp lại tấm thịnh tình ấy, chính phủ nước nhà lại từ chối một cách phũ phàng. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu và chẳng biết vì sao Việt Nam ta lại có một quyết định điên rồ đến thế. Vậy nên trong video clip ngày hôm nay, mình muốn mổ xẻ thật kỹ vấn đề này để đem đến cho tất cả mọi người một câu trả lời xác đáng nhất. Mời các bạn cùng theo dõi ngay bây giờ sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Vâng, như chúng ta cũng biết là Vịnh Cam Ranh đã và đang trở thành mục tiêu dòm ngó của rất nhiều các cường quốc trên thế giới. Lý do là vì Cam Ranh là một trong những cảng nước sâu lớn nhất khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi cho phép neo đậu từ 4 đến 10 chiến hạm và tàu chở dầu cỡ lớn. Nơi đây còn có đường bờ biển dài trên 3.200 km, án ngữ giữa các tuyến đường biển quan trọng hàng đầu thế giới đi qua vùng biển Đông giàu tiềm năng. Và điều quan trọng nữa là ở phần phía tây vịnh Cam Ranh có cảng Ba Ngòi, giúp phát triển ngành kinh tế, thủy sản và cả ngành dịch vụ cảng chuyên nghiệp. Ngoài ra, nó còn có hệ thống cảng quân sự được xây dựng hoàn chỉnh, biến Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân liên hợp gồm có hải quân, không quân, phòng không và phòng thủ bộ binh. Theo đó, vịnh biển này đã trở thành địa điểm cung cấp dịch vụ hải quân cho hàng loạt các nước lớn, nhỏ khác nhau như dịch vụ tiếp dầu, tiếp nước, tiếp nhận tàu sân bay, sửa chữa phương tiện, điều trị và chữa bệnh cho bệnh binh ở khu vực xung quanh. Trong quá khứ, chính Nhật Bản cũng từng nhận xét rằng mặc dù Việt Nam chúng ta có quy mô kinh tế nhỏ hơn Trung Quốc khoảng 54 lần và có sức mạnh hải quân kém hơn họ khoảng 10 lần, nhưng Việt Nam lại nắm giữ một quân bài cực kỳ lợi hại, đó chính là Vịnh Cam Ranh, nơi có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với nền an ninh quốc phòng của quốc gia và của toàn khu vực. Có lẽ cũng nhìn ra được tiềm năng đặc biệt ấy mà Liên Xô đã cho xây dựng và mở rộng các căn cứ quân sự trên bờ vịnh tuyệt đẹp.
sau ngày 2 tháng 5 năm 1979, khi cuộc chiến tranh chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc của Việt Nam nổ ra. Vào thời điểm đó, Liên Xô và chúng ta đã ký kết hiệp định sử dụng chung căn cứ Cam Ranh với thời hạn dự kiến đến năm 2004, theo cơ chế tự động gia hạn 10 năm một lần. Theo đó, Liên Xô sẽ được phép sử dụng vịnh Cam Ranh như là một đối sách quan trọng để chống lại căn cứ hải quân của Mỹ ở vịnh Subic của Philippines, nơi mà Liên Xô sẽ dùng để đậu đỗ máy bay chống hạm và máy bay trinh sát để giám sát mọi hoạt động của đối phương. Đổi lại thì nước bạn sẽ xây dựng cho chúng ta các công trình quân sự quy mô lớn bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại. Nó bao gồm cả việc xây dựng khu vực bến bãi, sân bay và đủ điểm cung cấp vật liệu kỹ thuật và cả trạm radar giúp Cam Ranh trở thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực Đông Nam Á và thậm chí là toàn châu Á. Nhưng đến năm 1991, Liên Xô bị giải thể và được thay thế bằng nước Cộng hòa Liên bang Nga. Chính phủ mới bắt đầu tiếp quản căn cứ quân sự ở Cam Ranh và tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại đây ở mức trung bình chứ không mở rộng thêm. Tuy nhiên, vài năm sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn cầu khiến Nga phải suy nghĩ lại việc duy trì hoạt động của căn cứ Cam Ranh. Sau khi nhận thấy việc làm đó không còn cần thiết nữa, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đóng cửa căn cứ của Nga ở Cam Ranh vào năm 2002. Rất nhanh chóng, Hà Nội và Moscow đã có buổi gặp gỡ chính thức để bàn bạc về việc chấm dứt hiệp định được ký kết vào năm 1979 với những điều khoản thỏa thuận có liên quan. Nhưng nếu như việc di chuyển binh lính về nước chỉ là chuyện nhỏ, thì việc làm thế nào để giải quyết các loại vũ khí còn tồn đọng tại đây mới là chuyện lớn, khiến Nga phải đau đầu. Bởi vì nếu như họ phải vận chuyển hàng loạt loại vũ khí hạng nặng về nước, thì chắc chắn rằng Nga sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ chứ không hề ít ỏi. Trong khi đó, kinh tế của Nga lúc bấy giờ đang gặp phải vô số khó khăn, khiến ngân khố quốc gia cũng chẳng dư giả là bao. Vậy nên các nhà lãnh đạo của nước này đã nghĩ ra một sáng kiến khá hay là Nga sẽ tặng cho Việt Nam tất cả các loại vũ khí, khí tài còn nằm lại bên trong căn cứ của mình. Điều này cũng đồng nghĩa rằng họ chỉ rút hết quân lính về nước và để lại mọi thứ cho chúng ta. Theo lẽ thường tình thì khi được tặng một món quà khủng như thế thì ai nấy cũng đều sẽ vui mừng và đón nhận một cách hết sức niềm nở, nhưng Việt Nam ta thì không. Chúng ta thẳng thừng từ chối hảo ý của nước bạn và không tiếp nhận bất kỳ trang thiết bị quân sự nào mà Nga bỏ lại tại căn cứ Cam Ranh. Điều này bắt buộc bạn Nga phải quay trở lại Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 năm 2002 để vận chuyển hết các trang thiết bị quân sự của mình ra khỏi quân cảng. Đến ngày 2 tháng 5 năm 2002, Việt Nga chính thức ký vào biên bản tiếp nhận và bàn giao các hạng mục đầu tư mạnh tay ở vịnh biển xinh đẹp giàu tiềm năng. Nó cũng chính thức khép lại 23 năm ngày Hải quân nước Nga có mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Quả thật là một người dân Việt Nam yêu nước, ai trong chúng ta cũng đều sẽ phải đặt dấu chấm hỏi về quyết định lạ lùng này của chính phủ nước nhà. Nhưng thực tế thì đây lại là một quyết định vô cùng sáng suốt. Bởi vì các loại vũ khí mà Nga bỏ lại tại Cam Ranh đa phần đều không còn giá trị sử dụng cao. Thứ có giá trị nhất vào lúc bấy giờ chỉ là các trang thiết bị máy bay chiến đấu mà thôi. Riêng mấy loại chiến hạm nặng đều đã được Nga rút khỏi vịnh Cam Ranh từ trước vì không có đủ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên. Nếu chúng ta tiếp nhận lô vũ khí đó thì thứ xài được rất ít, mà thứ bỏ đi thì lại rất nhiều. Việt Nam sẽ phải tốn không ít thời gian công sức phân loại và còn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý những thứ phế thải bỏ đi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là các loại máy bay chiến đấu còn sử dụng được như MiG-23 cũng cần phải được bảo dưỡng và thay mới kha khá các loại linh phụ kiện thì mới có thể hoạt động tốt như lúc mới ra lò. Và muốn bảo dưỡng như thế thì Việt Nam cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê mướn các chuyên gia. Cơ mà MiG-23 của Liên Xô lúc đấy chỉ ưu việt hơn MiG-21 đời cũ nhờ thiết kế cánh cụt cánh xòe với hệ thống radar hoạt động công suất lớn và hệ thống tên lửa có tầm bắn xa. Và nếu so với các loại máy bay chiến đấu thuộc thế hệ 4, MiG-23 chỉ thuộc hạng Tepsil mà thôi. Vậy nên, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã dần dần loại bỏ nó ra khỏi bản đồ quân sự của mình và rất thờ ơ với siêu phẩm một thời của Nga. Vâng, với một cái đầu nhạy bén và hết sức tỉnh táo, các bác lãnh đạo trong chính phủ ta đã nhận ra rằng việc đổ tiền và bảo dưỡng và thay mới các linh kiện và duy trì hoạt động cho MiG-23 chỉ là một sự đầu tư lỗ vốn. Hơn nữa, Nga chỉ hứa cho tặng vũ khí, khí tài chứ không hề bảo rằng sẽ đào tạo phi công làm máy bay miễn phí cho chúng ta.
nếu Việt Nam tiếp nhận món quà tặng từ họ, thì chúng ta lại phải bỏ thêm cả một đống tiền để cho phi công trong nước đến Nga học lái máy bay. Trong trường hợp giả dụ Việt Nam tiếp nhận hàng chục chiếc máy bay chiến đấu của Nga, nâng tổng số chuyên cơ lên 60 chiếc, thì chúng ta có thể thành lập được tận 3 trung đoàn vận tải phục vụ hậu cần cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Kéo theo đó là chi phí phát triển nguồn nhân lực lên đến hàng nghìn người để phục vụ cho quá trình vận tải đường xa. Thì bạn thử cộng hết tất cả các khoản phí lại mà xem, bạn sẽ thấy đó là một con số không tưởng. Nó vượt quá xa so với những lợi ích mà Việt Nam nhận được nếu tiếp nhận hảo ý của bạn Nga. Vậy nên có thể thấy rằng quyết định của chính phủ nước nhà là hoàn toàn chuẩn xác. Chúng ta từ chối món quà của bạn tốt là hoàn toàn có lý do chính đáng, chứ không phải chỉ vì một phút tự cao nông nổi của bản thân. Nhưng dù sao đi nữa, Việt Nam cũng cần phải cảm ơn tấm chân tình của người đồng đội đã sát cánh cùng mình bao nhiêu năm qua. Bạn có ý nghĩ như thế không? Hãy comment xuống phía dưới ngay nhé! Tại sao Việt Nam sợ Mỹ đặt căn cứ ở Cam Ranh? Trong số các cảng biển tại nước ta hiện nay, Cam Ranh được xem là cảng nước sâu có vai trò vô cùng quan trọng khi án ngữ ngay vị trí chiến lược, giúp tàu chiến lốc khu trục hạm dễ tiếp cận, sửa chữa, bảo quản và tiếp thêm nhiên liệu. Vì vậy, Mỹ đã nhiều lần nói xa, nói gần, thậm chí là nói thẳng để Việt Nam chúng ta cho anh đại này đóng căn cứ quân sự tại đây nhằm kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông. Vậy mà trước sau như một, chúng ta vẫn làm ngơ trước lời đề nghị quá hời này dù đang tranh chấp chủ quyền biển đảo gay gắt với đại lục. Hành động này đã làm nhiều người đặt ra dấu chấm hỏi cho Việt Nam, đến nỗi mà trang Quora.com đã phải lập hẳn một topic để nói về chủ đề hot. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem lý do gì mà chính phủ nước này lại có quyết định lạ lùng như thế cùng với cư dân mạng gần xa nhé. Vì Việt Nam muốn dùng cảng Cam Ranh để mặc cả với Mỹ và các nước khác. Phía dưới câu hỏi của trang Quora.com đưa ra, độc giả Hoàng Hà Nguyên Vĩnh đã bình luận như sau. Với vị trí cực kỳ quan trọng như vậy, nên chả có gì khó hiểu khi Việt Nam dùng Cam Ranh như là con át chủ bài để mặc cả với Mỹ, Trung, Nga và thậm chí là Philippines và Malaysia. Bởi vì hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng bất kỳ ai được quyền cập cảng Cam Ranh, họ đều chiếm được ưu thế lớn trong các cuộc tiến công trên biển. Có cùng ý kiến với bạn Hoàng Hà Nguyên Vĩnh thì cư dân mạng Venon Fortis chia sẻ, chuẩn luôn, về mặt chính trị, bạn nên giữ con át chủ bài này cho đến khi bạn thực sự cần dùng đến nó. Vì vậy, khi Mỹ thường xuyên tuần tra trên biển như bây giờ, Việt Nam cần gì phải cho họ xây thêm căn cứ ở sân sau của mình? Đúng như những gì mà hai bạn đọc trên vừa nói, cảng nước sâu Cam Ranh chính là quân bài siêu lợi hại mà Việt Nam hiện đang nắm giữ trong tay trong cuộc chiến khốc liệt tại Biển Đông. Bởi vì nơi đây án ngữ ngay các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đi qua Biển Đông, nằm cách eo biển Malacca chỉ 950 hải lý và cũng rất gần với hai sân bay lớn là Tuy Hòa, Cam Ranh. Chính các thế mạnh vô đối như thế mà Nhật, Pháp và ngay cả Mỹ trong quá khứ đều nhìn Cam Ranh một cách thèm thuồng. Họ muốn biến nơi đây thành một chỗ neo đậu tàu chiến và là căn cứ quân sự đáng gờm trước các đối thủ khác trên Biển Đông. Ý định này được Mỹ theo đuổi cho đến tận bây giờ, nhưng tất nhiên nó vẫn chưa trở thành sự thật bởi vì vẫn chưa có được cái gật đầu của Việt Nam. Rất có thể Mỹ sẽ mãi không có được cái gật đầu nào vì hơn ai hết, Việt Nam quá rõ sự lợi hại của cảng biển Cam Ranh. Để kiểm soát các nước lớn ngoài khu vực như Nga, Trung Quốc và nhiều anh em trong khối ASEAN. Nhưng ngoài nguyên nhân kể trên thì vẫn còn một vài nguyên nhân quan trọng nữa khiến cho Việt Nam kiên quyết nói không với lời đề nghị hấp dẫn của Mỹ. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể nhé! Cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh không ngăn được Trung Quốc mà chỉ khiến cho căng thẳng leo thang, đưa ra một ý kiến hoàn toàn khác biệt với độc giả trên. Bạn Joseph Quan cho rằng chuyện Việt Nam cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh chẳng thể nào ngăn cản được Trung Quốc làm càn trên Biển Đông, trừ khi Hoa Kỳ sẵn sàng tuyên chiến với Trung Quốc để bảo vệ nước này. Còn nếu không thì việc thuê mướn cảng biển chỉ khiến cho đại lục cảm thấy khó chịu. Họ sẽ tìm mọi cách để tăng cường các hoạt động của mình trên biển, vô tình làm căng thẳng leo thang và quả là không thể loại trừ khả năng này xảy ra. Nếu Việt Nam để Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh, chắc chắn là sức mạnh của Hải quân Mỹ sẽ tăng lên đáng kể, đủ để khè Trung Quốc. Nhưng còn về phía Việt Nam, chưa chắc ta có lợi hoàn toàn. Đơn giản là bởi thái độ của Mỹ về vấn đề Biển Đông trước giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức lên án, đe dọa và cảnh báo Trung Quốc, chứ không hẳn là bênh vực hay là bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá.
chuyện chúng ta cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại đây, ắt hẳn sẽ làm mất lòng Trung Quốc và tạo nên cái cớ để tàu khựa tiếp tục làm càn với Việt Nam trên Biển Đông. Một khi điều này xảy ra mà Hoa Kỳ vẫn đứng ngoài cuộc thì chỉ có chúng ta là nguy to và có nguy cơ vỡ trận như chơi. Vì nói gì thì nói, so về sức mạnh hải quân Việt Nam sao đọ được với Trung Quốc khi mà họ được mệnh danh là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với 350 tàu chiến. Nếu không thận trọng, chúng ta có thể mất cả chỉ lẫn chài. Với một bên là Hoàng Sa, Trường Sa vào tay Trung Quốc, một bên là cảng biển Cam Ranh vào tay của Hoa Kỳ. Tại sao mình nói như thế? Các bạn nghe tiếp dưới đây thì sẽ rõ ngọn ngành, bởi vì Việt Nam không muốn đánh mất chủ quyền của mình tại Cam Ranh và vi phạm sách trắng quốc phòng năm 2019. Theo lý giải của bạn đọc Chris Benton, lý do Việt Nam nhất mực từ chối cho Hoa Kỳ đặt căn cứ tại Cam Ranh là bởi vì việc để bất kỳ quân đội nước ngoài nào đặt căn cứ trên lãnh thổ của bạn cũng là một khúc dạo đầu cho cả bài ca đánh mất chủ quyền về sau. Đâu chỉ riêng Trung Quốc mà Việt Nam ta cũng có câu dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Chúng ta đâu thể nào biết được Hoa Kỳ có mưu đồ gì sâu xa hơn hay là chỉ đơn thuần là thuê cảng biển xây dựng căn cứ quân sự chống Trung Quốc. Còn nữa, dù chiến tranh trôi qua đã lâu, nhưng chuyện Mỹ từng là kẻ thù, từng đưa quân sang xâm lược Việt Nam vẫn hằn sâu trong ký ức của Việt Nam. Chúng ta nhớ rõ điều đó không phải là để ghim thù, ghim hận gì, mà để nhắc nhở mình về những gì gọi là hảo ý của nước lớn. Đây chính là phong cách của nước Mỹ mà chúng ta đã từng kinh qua. Chính vì vậy, hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng tin lời Hoa Kỳ nói dễ mất nước như chơi. Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển công bố tuần vừa qua, trong năm ngoái có nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng kho dự trữ vũ khí hạt nhân của mình, mà phần lớn trong đó là Trung Quốc. Giới chuyên gia cảnh báo việc Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ trở thành mối đe dọa an ninh ở Đông Á. Theo niên giám SIPRI năm 2023, do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, một tổ chức tư vấn của Thụy Điển công bố, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, lượng đầu đạn hạt nhân hiện có trên toàn cầu cũng đã tăng lên, hầu hết trong số đó là của Trung Quốc. Kho hạt nhân của nước này đã tăng từ 350 lên 410 đầu đạn. Hiện nay, các quốc gia có số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới là Nga và Mỹ, tổng cộng chiếm khoảng 90% toàn cầu và đứng thứ ba là Trung Quốc. Báo cáo trên cũng cho biết, dựa trên việc triển khai xây dựng quân đội của Trung Quốc đến năm 2030, Trung Quốc có khả năng sẽ sở hữu lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đáng kể, ít nhất là ngang bằng Mỹ hoặc Nga. Ông Dan Smith, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, những gì bạn có thể thấy là Trung Quốc đang trỗi dậy như một cường quốc thế giới. Ông Hans Christensen, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đồng thời là giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, chỉ ra rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang mở rộng đáng kể. Xu thế này đi ngược lại với mục tiêu chỉ giữ năng lực hạt nhân ở mức độ thấp nhất mà Trung Quốc tuyên bố. Các chuyên gia cho rằng, việc Trung Quốc gia tăng kho đầu đạn hạt nhân sẽ mang lại những thách thức lớn đối với vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời sẽ dẫn đến những thay đổi trong cán cân quân sự ở Đông Á. Trước mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản điều chỉnh chính sách an ninh quốc gia. Ông Tatsujiro Suzuki, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu bãi bỏ hạt nhân tại Đại học Nagasaki của Nhật cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có truyền thống ôn hòa với Trung Quốc, nhưng trước áp lực từ Trung Quốc, đặc biệt là mối đe dọa hạt nhân, ông đã phải cân nhắc điều chỉnh đường lối thúc đẩy chính sách phi hạt nhân. Ông Suzuki chỉ ra rằng, với tư cách là đồng minh chính thức của Mỹ, Nhật Bản lại nằm dưới chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ, nên hai nước không cần phải thảo luận quá sớm về chia sẻ hạt nhân. Nhưng Nhật Bản cần tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình để đối phó với mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Ông Tần Tấn Kinjin, tiến sĩ xã hội học tại Đại học Sydney ở Úc cho rằng, Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng các đầu đạn hạt nhân và quốc gia lo lắng nhất chính là Nhật Bản. Điều này cũng mang đến cho Nhật Bản cơ hội lớn nhất để nhận thức về khủng hoảng xã hội và sửa đổi hiến pháp. Do sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa mà nước này đặt ra trong khu vực, Nhật Bản đã sửa đổi các tài liệu chiến lược của mình, đồng thời cũng tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, tăng cường triển khai quân sự tại các đảo phía Tây Nam. Ông Tần nói rằng, Nhật Bản luôn bị giới hạn bởi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến và ba nguyên tắc cấm vũ khí hạt nhân. Động thái gia tăng kho dự trữ hạt nhân của Trung Quốc sẽ kích thích xã hội Nhật Bản nhận thức lại cuộc khủng hoảng.
Điều này sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi hiến pháp cho phép Nhật Bản một lần nữa có quân đội riêng và trở lại trường quốc tế với tư thái là một quốc gia dân chủ cao độ. Giáo sư Trần Văn Giáp, nhà nghiên cứu về chiến lược Đông Á cho rằng dưới sự bao vây của ba cường quốc hạt nhân Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, hoạt động cấm hạt nhân của Nhật Bản có thể khiến nước này đối mặt với các mối đe dọa an ninh. Nhật Bản có thể gặp bất lợi về quân sự nếu các nước khác không sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Giáo sư Trần cho rằng lệnh cấm hạt nhân có thể gây ra sự phản đối trong nước Nhật Bản và quốc tế, bởi vì trước mối đe dọa từ các quốc gia có vũ khí hạt nhân, Nhật Bản nên giữ lại lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân để duy trì không gian khắc chế nước khác, nhưng không bị nước khác chế ngự. Chuyên gia cảnh báo, tư duy cực hạn của ông Tập Cận Bình có thể đẩy nhanh quá trình tấn công Đài Loan. Vào cuối tháng 5 vừa qua, khi Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia sau Đại hội 20, ông đã tuyên bố phải giữ vững tư duy cốt lõi và tư duy cực hạn, chuẩn bị sẵn sàng để chống lại những khảo nghiệm trọng đại, sóng to gió lớn. Tờ Wall Street Journal đưa tin, cụm từ cực đoan đang trở thành câu cửa miệng mới và xuất hiện ở khắp các cấp chính quyền địa phương Trung Quốc. Theo thông tin chính thức, các nhà lãnh đạo địa phương từ vùng đô thị ven biển Thượng Hải cho đến tỉnh Hồ Nam trong nội địa cũng cho biết họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cực đoan nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Đại tá không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Rob Manet từng viết kế hoạch chiến tranh hạt nhân trong chiến khu số 1 của Mỹ. Ông cũng là người thiết kế các công cụ ra quyết định cho sổ tay chính sách hạt nhân của Tổng thống. Ông nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA rằng đây là tín hiệu mà ông Tập Cận Bình gửi tới Hoa Kỳ, các đồng minh và cả người dân Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Ông ấy có thể đang lên kế hoạch sử dụng khoảng thời gian khi Hoa Kỳ đang tập trung vào cuộc chiến Nga-Ukraine để đẩy nhanh thời gian phát động cuộc chiến eo biển Đài Loan. Đại tá Manet cho rằng, chiến tranh eo biển Đài Loan có nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân, do đó trên khu vực tác chiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ cần. Khẩn trương bổ sung vật tư dự trữ cho chiến tranh sau khi đã tiêu hao trước đó ở Trung Đông và Ukraine. Tái triển khai các máy bay ném bom chiến lược có năng lực hạt nhân, chẳng hạn như máy bay chiến đấu B-52 tới đảo Guam và các phần xa hơn của lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời xây dựng thêm các căn cứ không quân. Cung cấp máy bay chiến đấu với khả năng răn đe hạt nhân mở rộng cho Nhật Bản và Hàn Quốc, giống như cách họ đã làm với một số quốc gia NATO, nhanh chóng xây dựng và nỗ lực tái thiết quân sự ở phía Bắc Philippines để ứng phó kịp thời với cuộc khủng hoảng Đài Loan. Nếu Bắc Kinh đe dọa Đài Loan bằng vũ khí hạt nhân, các nước phương Tây sẽ phản ứng thế nào? Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung tầm nhìn Hiroshima của các nhà lãnh đạo G7 về giải trừ vũ khí hạt nhân tại Hiroshima, Nhật Bản vừa qua. Trong đó chỉ rõ rằng hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc thiếu minh bạch và làm gia tăng lo ngại về ổn định toàn cầu và khu vực. Tình hình eo biển Đài Loan ngày càng trở nên bất ổn định nếu Trung Quốc bắt chước chiến tranh Nga-Ukraine và dùng vũ khí hạt nhân uy hiếp Đài Loan. Thì Đài Loan và các đồng minh nên làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ? Vấn đề này đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận thế giới. Giáo sư Trần Văn Giáp cho rằng, nếu Trung Quốc tuyên bố rằng họ có thể đe dọa Đài Loan bằng vũ khí hạt nhân, các nền dân chủ phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu chắc chắn sẽ gây áp lực chính trị lên Bắc Kinh, cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao. Nhưng đó chưa chắc đã là một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp, bởi họ sẽ cân nhắc tới chiến thuật và chiến lược răn đe vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, nhưng họ sẽ cung cấp vũ khí phòng thủ, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ Đài Loan thực hiện hành động pháp lý quốc tế. Tiến sĩ Tần Tấn cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai bờ eo biển Đài Loan là rất thấp, bởi vì diễn biến của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã làm cản trở kế hoạch thu phục Đài Loan đầy tham vọng của ông Tập Cận Bình. Nhất là hiện nay, khi Nga đang dần rút lui, điều này sẽ khiến ông Tập phải đánh giá lại khả năng tấn công của Đài Loan và điều chỉnh kế hoạch. Ông Tần nói, cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài hơn một năm và tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho ông Putin. Điều này chẳng khác nào lời cảnh báo đối với ông Tập Cận Bình. Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ về quyết định tấn công Đài Loan. Về cơ bản, trừ khi ông Tập Cận Bình đang gặp khó khăn chính trị cực độ, nếu không ông ta sẽ không tấn công Đài Loan một cách hấp tấp, bởi vì thực lực của Hoa Kỳ vẫn trên cơ Trung Quốc. Ông Tần cho rằng, mặc dù khả năng này hiện nay là cực kỳ thấp, nhưng về lâu dài, thực sự cần phải ngăn chặn Trung Quốc đột ngột sử dụng vũ khí hạt nhân khi chưa có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Các quốc gia dân chủ cần có một bộ đầy đủ các chính sách chiến lược thực tế và khả thi để ngăn chặn hiệu quả mối đe dọa mà nhà cầm quyền Bắc Kinh mang lại cho cộng đồng quốc tế.
ông Tập cần cân nhắc tới cái giá đắt đỏ khi phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan. Ông Harry Kazian là người phụ trách của dự án quốc gia lừa đảo. Một tổ chức cố vấn an ninh quốc gia lưỡng đảng có trụ sở tại Washington, D.C. Ông nói rằng nếu ông Tập Cận Bình quyết định xâm lược Đài Loan, Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá rất 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 đắt. Liệu người dân Trung Quốc có thực sự ủng hộ cuộc xâm lược Đài Loan không? Binh lính Trung Quốc thực sự sẵn sàng chiến đấu với những người mà về cơ bản là đồng bào của họ không? Thành thật mà nói, tôi không nghĩ như vậy. Ông Tập Cận Bình đã có nhiều lời lẽ gay gắt và đe dọa, nhưng cuối cùng ông ấy sẽ phải cân nhắc kỹ càng, vì một khi ông ấy xâm lược Đài Loan, toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ quay lưng lại với ông ấy và ông ấy sẽ không có bất kỳ đồng minh nào, có lẽ là ngoại trừ Triều Tiên. Ông Kajianit chỉ ra rằng nếu ông Tập Cận Bình ra lệnh dùng vũ lực thống nhất Đài Loan thì cái giá khổng lồ mà ông ấy phải đối mặt có thể bao gồm nhiều năm chiến tranh tiêu hao, hàng triệu sinh mệnh thiệt mạng, kinh tế thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và thậm chí là chấm dứt sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, từ cuối năm ngoái đến nay, tàu sân bay USS Nimitz CVN-68 của Hoa Kỳ đã liên tục hoạt động ở Biển Đông. Cùng lúc đó, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cũng có những chuyến huấn luyện dài ngày đầy ẩn ý ở vùng biển Philippines. Cả hai lực lượng hải quân mạnh hàng đầu thế giới đều đang ở thế gầm nhau. Tàu tấn công đổ bộ Mackin Aslan cũng đã lượn lờ quanh Biển Đông và đã cùng với Nimitz tập trận ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Khi ấy, các máy bay chiến đấu FA-18EF Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm của Nimitz đã bay cùng với F-35B của tàu tấn công đổ bộ Mackin Aslan diễn tập cho các trận hải chiến. Ngoài ra, nhóm tấn công của tàu Mackin Aslan còn điều động tàu đổ bộ đệm khí và trực thăng Osprey để diễn tập mô phỏng một cuộc tập trận chiếm đảo với mục tiêu rất giống với quần đảo Trường Sa. Biển Đông là một vùng nước đầy phức tạp và căng thẳng trong những năm qua. Tại đây, Trung Quốc đang dùng sức mạnh bành trướng của mình để chiếm cứ, bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo và rạn san hô. Tại quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh đang kiểm soát ít nhất 7 đảo quân sự và không có dấu hiệu dừng lại. Tất cả các đảo quân sự này đều có hệ thống giám sát radar và bệ cất cánh và hạ cánh dành cho máy bay trực thăng. Ba trong số đó thậm chí đã xây dựng sân bay và triển khai các tên lửa chống hạm hoặc tên lửa phòng không. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc từ lâu đã bị cộng đồng thế giới phản đối, gần nhất là những tuyên bố cảnh báo phản đối từ G7 diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản. Nếu quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ở Biển Đông, chắc chắn họ sẽ phá hủy các cơ sở tên lửa và radar nước này. Các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ có thể sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công. Lực lượng không quân cũng có thể hiệp đồng tác chiến với hải quân để không kích chính xác và hạ gục các mục tiêu quân sự của Trung Quốc một cách nhanh chóng. Một khi các đảo quân sự này bị chọc mù mắt và chặt đứt tay như vậy, công việc còn lại tương đối dễ dàng và phụ thuộc vào ý chí của Mỹ. Nhưng có một phương pháp rất độc đáo và hiệu quả mà quân đội Mỹ có thể áp dụng, đó là chiến thuật nhảy đảo. Họ không cần thiết phải chiếm hết toàn bộ từng đảo một mà chỉ cần chiếm một hoặc hai đảo quan trọng của sân bay. Các đảo còn lại thì chỉ cần điều quân bao vây, cắt đứt tiếp tế. Binh lính Trung Quốc trên các đảo này đã mất khả năng tấn công tầm xa, lại còn bị cắt nguồn cung, lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng. Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tiền vào xây dựng và quân sự hóa các đảo này. Bạn cần phải hiểu việc xây dựng ngoài biển khó khăn và hao tổn như thế nào. Chế độ đại ngộ dành cho binh lính hải đảo cách xa đất liền hàng nghìn cây số cũng rất tốn kém. Trung Quốc khó mà phớt lờ được những thiệt hại ấy khi chứng kiến những công trình phải mất bao công khó nhọc mới xây nên, hay hàng nghìn binh lính buông súng đầu hàng làm tù binh. Chắc hẳn quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ cảm thấy dư vị không hề dễ chịu. Nó không chỉ là một tổn thất quân sự mà còn là một thất bại quân sự lớn. Trung Quốc với sự tự tôn của mình sẽ cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục. Và nếu như hạm đội Nam Hải của họ tiến ra Biển Đông, điều động tàu chiến đánh trả Mỹ thì sẽ rơi vào vòng phục kích của quân đội Hoa Kỳ. Sau khi quân đội Mỹ phá hủy khả năng phòng không và chống hạm trên các đảo và rạn san hô quân sự của Trung Quốc, họ có thể triển khai lực lượng hải quân và không quân ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Chính là Mỹ sẽ bố trí binh lực, dàn trận để chờ phục kích hạm đội Trung Quốc. Bất kể tàu sân bay Sơn Đông hay tàu khu trục Tai 055, 052D hoặc tàu khinh hạm Tai 054A thì khả năng phòng không của chúng đều yếu kém như nhau. Máy bay J-15 phát triển cho tàu sân bay của Trung Quốc hiện chưa có khả năng không chiến hạn chế, gần như không có khả năng tấn công trên không. Do đó, nếu một trận hải chiến xảy ra, khả năng tấn công và phòng thủ của hạm đội Trung Quốc đều cực kỳ hạn chế.
Ngược lại, máy bay trên hàng không mẫu hạm Mỹ có thể hoạt động trong phạm vi lên tới 900 km. Khi cuộc chiến nổ ra, các tên lửa chống hạm trên tàu khu trục Trung Quốc có thể không kịp phản ứng và quân đội Mỹ sẽ hoàn thành cuộc không kích mà không chịu tổn thất đáng kể nào. Theo dự báo thời tiết ngày mai, mưa dông tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt, nhiệt độ nhiều nơi trên 37 độ. Vậy chi tiết thời tiết ngày mai thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Theo dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa đo được từ 40 đến 70mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày kia mưa lớn có xu hướng giảm dần. Trước khi xảy ra mưa dông, sáng và trưa Bắc Bộ trời có nắng, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi ở mức 34 độ. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai dự báo mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực này vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng với hiện tượng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trưa chiều khu vực này vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 31 đến 34 độ. Thời tiết Hà Nội ngày mai. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa vừa và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Dự báo chi tiết thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm và sáng. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm và sáng. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày kia mưa lớn có xu hướng giảm dần, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 19 giờ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày mai có mưa với tổng lượng mưa từ 40mm đến 70mm, có nơi trên 130mm. Từ 19 giờ ngày mai đến 19 giờ ngày kia có mưa với tổng lượng mưa từ 30mm đến 60mm, có nơi trên 100mm.
cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày cuối tuần. Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Nghệ An đến Bình Định, dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ. Ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo mưa dông, lốc, gió giật mạnh tại khu vực nội thành Hà Nội. Trung tâm cho biết hiện trạng trong 3 giờ qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy mây đối lưu từ phía Nam đang gây mưa cho khu vực các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên và các quận Hà Đông, Hoàng Mai. Trung tâm cảnh báo trong khoảng 10-15 phút tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa dông cho các khu vực kể trên và các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội như quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Còn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ, nhưng đến chiều và tối thì xác suất xuất hiện mưa rào rất cao, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng gây ngập cho một số tuyến đường. Dựa trên các dữ liệu về ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết định vị sét trong nhiều giờ qua cho thấy, mây dông đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét địa bàn các tỉnh phía Nam như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mây dông xuất hiện nhiều tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và Nhà Bè. Trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó còn có khả năng phát triển mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác theo hướng Tây Nam, Đông Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 30mm. Dự báo đến tối và đêm nay, thời tiết khu vực thành phố sẽ ít mây, không mưa, không khí mát mẻ, nhiệt độ nằm trong khoảng 26 đến 28 độ. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Đặc biệt, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra xuất hiện kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập trong một số tuyến đường về thời điểm chiều và tối. Trên toàn khu vực Nam Bộ, dự báo từ 2 đến 7 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày thứ Bảy trở đi, mưa có xu hướng tăng dần và xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Thượng nguồn mưa lớn tín hiệu vui cho cơn khát điện ở miền Bắc. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nhiều nơi tại miền núi phía Bắc đã có mưa, góp phần cải thiện lượng nước với các hồ thủy điện, góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc sản xuất điện. Thông tin với VTC News, chiều muộn hôm nay, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, hôm nay ở miền Bắc đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 100mm. Tại khu vực biên giới, lượng mưa trung bình từ 16 đến 50mm. Tại sông Gâm và điểm đầu sông Thao, khu vực Lào Cai mưa to từ 51 đến 100mm. Tại Hà Giang, lượng mưa ở Vũ Quang đo được trên 100mm. Dự báo từ ngày hôm nay đến cuối tuần, lưu lượng nước trung bình đến các hồ chứa trên sông Đà sẽ tăng nhẹ. Lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến như sau: hồ Lai Châu 280 đến 350 m³/giây, mực nước hồ tăng 3,5 đến 4 m. Khu vực Lai Châu, Sơn La có khả năng đạt mức 400 đến 600 m³/giây, khiến mực nước hồ Sơn La tăng 0,8 đến 1,3 m. Khu giữa hồ Sơn La, Hòa Bình đạt 400 đến 500 m³/giây, mực nước hồ giảm 0,3 đến 0,5 m. Tính mực nước hồ theo giả thuyết không phát điện. Với tình hình thủy văn tốt lên, cùng với các tổ máy nhiệt điện được khắc phục, hy vọng sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc cung cấp điện cho miền Bắc những ngày sắp tới, ông Hòa nói.
Trước đó, ông Phạm Văn Vương, giám đốc nhà máy thủy điện Hòa Bình cho biết nếu khai thác tối đa công suất liên tục thì chỉ đến 13 ngày là hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết và không thể vận hành tiếp. Những ngày gần đây tuy đã có mưa nhưng lượng nước đổ về không nhiều, lưu lượng nước đạt 103 m, trong khi quy định mực nước tối thiểu là 81,9 m nên công suất phát điện vẫn còn thấp. Thời gian qua do phát liên tục nên lượng nước tại hồ chỉ còn 102 m. Mực nước này thấp hơn so với mực nước dâng thông thường 15 m và chỉ còn cách mực nước chết 22 m. Theo Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Trần Việt Hòa, đến thời điểm này, tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW. Các chuyên gia khuyến cáo dù tình hình thủy văn có thuận lợi hơn song nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện cao, do đó các nhà máy thủy điện cần vận hành linh hoạt, tăng cường tích nước các hồ thủy điện. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.